Xin chào các bạn. Hôm nay Lucasa xin giới thiệu bình thủy điện Asanzo công nghệ Nhật Bản, model là HP 3615, dung tích 3.6 lít, công suất 730W, công suất giữ nhiệt là 35W, bình thủy được làm bằng inox cao cấp có tay sách, có hệ thống tự động ngắt điện khi mà nước cạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm. Bình thủy có tay sách. Chúng ta có thể nhìn dễ hơn. Bình thủy có đế xoay, 360 độ. Được làm bằng thép không dịu, được làm bằng inox. Có chế độ giữ ấm, nhiệt độ công suất giữ là 35W. Đây là phiếu bảo hành. Dây điện. Rồi chúng ta nhìn sâu hơn, chi tiết hơn vào bên trong. Phía trên chúng ta có phần khóa bằng mở nước. Đây là khóa, bên đây là mở. Đây là phần vòi. Rồi, bình thủy Asanzo Moen HP 3615, dung tích 3.6 lít, công suất 750W, công suất giữ nhiệt 35W, có hệ thống tự ngắt khi nước cạn, đừng là một thép không gì. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại những video lần sau. Xin chào.